Em thì rất cảm ơn quý vị vẫn đang giữ màn hình của Đài Sài Gòn TV với chương trình An sinh xã hội và bạn. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình với những câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho Đài, cho cô Angie Hồ Quang để cùng nhau giải đáp chương trình này. À, Andy có nhớ là mình ở phần 1 của chương trình mình có hứa là cô sẽ trả lời cái câu hỏi của Andy về tình trạng một người trẻ thì nếu mà không may bị tàn tật, có bị giới hạn về tuổi tác hay là có những giới hạn nào khác không? Thì như cô mượn cái trường hợp của Andy, sorry là mình giả tuổi thôi nha. Là Andy mới có 22 tuổi thôi. Mới có 22 tuổi mà cô đòi là phải có 40 tín chỉ. Tại vì con biết là 40 tín chỉ là phải làm hơn 10 năm, đúng phải 10 năm. Thì không lẽ bạn bắt đầu từ tuổi 12 sao, đúng phải rồi. Không? Yeah. Thì với luật lệ của An sinh xã hội, với SSDI, Social Security Disability Insurance, nếu bạn là cái người trẻ tuổi, bạn khoảng 21 tuổi, thì bạn chỉ cần có 6 tín chỉ thôi là bạn đã được insured, là được cái chương trình tàn tật an sinh xã hội bảo vệ cho mình. 6 tín chỉ trong vòng bao nhiêu năm cô? Thì bây giờ nếu mà Andy được 21 tuổi nhá, hình như là cũng có làm work study phải không? Cái lúc đi học rồi cũng đi làm thêm ở đài, thì cứ chúng ta biết là cứ có khoảng 5.000 đô la một năm, thì bạn có 4 tín chỉ, thì cứ một năm là có thể có 4 tín chỉ rồi. Thì nếu mà Andy bắt đầu đi làm từ hồi 18, 19, 20, 21, cho tới bây giờ là có được 6 tín chỉ, là khoảng một năm rưỡi làm việc thôi. Thì trong trường hợp này thì một người rất trẻ, có 21 tuổi, vẫn có thể xin được SSDI. Riêng những người mà trẻ đi, mà nếu mà mình chưa đi làm bao giờ, rồi rủi mình bị tàn tật, thì người đó có thể xin cái chương trình SSI cho người tàn tật. Ok, vậy là cái chương trình SSDI đó là không có giới hạn về tuổi, miễn là nếu mà trẻ tuổi thì là cái tín chỉ nó ít đi. Ít hơn, Còn nếu mà người nào mà sau 31 tuổi thì mới phải quan ngại là mình có số 40 tín chỉ. Tuy nhiên, nếu mà mình về hưu đó, mình lấy kể chuyện về hưu nha. Về hưu, cái con cô đó, cổ 18 tuổi, cái cổ đi làm được 10 năm. 28 tuổi. 28 tuổi. Cái tới 28 tuổi cái cổ trúng số. Cô trúng số được mấy triệu. Kêu nó thôi không đi làm nữa. Ở nhà enjoy tiền trúng số. Vậy cái đó mình đâu có được tính thêm tín chỉ nữa cô? Không, ở nhà rồi mình không có đi làm. Nhưng mà tới khi cô 62 tuổi thì cô mới nói, hồi mà tôi từ 18 tới 28 tôi có đi làm có đủ 10 tín chỉ. 10 năm. 40 tín chỉ. Thế là cô hội đủ điều kiện để được hưởng cái phần hưu của mình ở cái tuổi 62. Và lúc đó người ta có check thêm cái income của mình không? Nó, tại vì cái đó là cái quyền lợi, cái benefit của mình. Người ta không có tính cái income của mình, người ta không có tính cái assets của mình, không tính thu nhập, không tính tài sản, mà vẫn được. Nhưng mà nếu trường hợp cũng cái cô này đi làm việc từ 18 tuổi cho tới 28 tuổi có 40 tín chỉ là safe rồi phải không? Nhưng mà nhờ cô trúng số, cô ở nhà, cô chơi. Trời lâu, thiệt là lâu, tiêu hết tiền. Mà rồi cái trở bệnh cái năm mà 50 tuổi thì cô vào cô xin SSDI, thì người ta nói cô có 40 tín chỉ làm việc, nhưng mà cô phải có thêm một yếu tố nữa là phải có 20 tín chỉ làm việc ngay trước khi mà cô bị bệnh tật. Chứ nếu mà bây giờ trường hợp này đủ 40 tín chỉ, hội đủ điều kiện để lãnh tiền hưu, nhưng mà với SSDI thì không được. Tại vì từ 28 cho tới 50 cô không có đi làm. Cũng rắc rối ha. Cũng rắc rối đúng không? Cái đó là mình phải có một cái show riêng để mình nói về cái chuyện trình đó. Rồi. Thì bây giờ trở lại với cái câu hỏi của vị khán giả này là muốn đi đâu để xin cái tiền an sinh xã hội. Thì như tôi thưa, quý vị có thể lên mạng www.socialsecurity.gov hay là gọi cái số miễn phí của an sinh xã hội là 1-800-772-1213. Và khi quý vị gọi để làm cuộc hẹn thì quý vị lại có một cái chọn lựa là nếu mình cảm thấy mình không có thoải mái lắm để nói tiếng Mỹ. Tôi tính nhắc cô về cái vấn đề đó. Thì mình có thể mình gọi mình nói I don't speak English, Vietnamese please. Thì người ta sẽ sắp xếp cho mình, hoặc là có một cái người nhân viên song ngữ tiếp xúc với mình, phỏng vấn mình trong cái thủ tục đó, hoặc là người ta sẽ
kết nối mình với một cái đường dây Language Bank, ngân hàng ngôn ngữ, để có một người ở bên kia đầu dây sẽ nghe dịch từ tiếng Việt qua tiếng Mỹ và dịch ngược lại cho mình. À, mà quý vị cũng có thêm một sự chọn lựa nữa là mình có thể mình nói tôi có cái tình trạng sức khỏe tôi không cho phép tôi được tôi lái xe hay là khó khăn trong vấn đề di chuyển, thì quý vị có thể yêu cầu xin phỏng vấn tôi qua điện thoại, hay là nếu mà mình thích có face to face là mặt tặng mặt để mà được phỏng vấn, thì quý vị sẽ đến cái văn phòng an sinh xã hội địa phương để được phỏng vấn tại bàn giấy. Dạ, rồi. Con cảm ơn cô rất là nhiều với cái câu trả lời rất là đầy đủ như thế đó. Thì bây giờ con xin gửi đến cô cái câu hỏi thứ hai của chương trình nhé. Đó là một vị khán giả đã đi làm được 7 năm nhưng mà chưa có đủ 40 tín chỉ. Nhưng mà bà xã của ông ở nhà thì đã đi làm được 15 năm và đã có đủ 40 tín chỉ rồi. Vậy ông muốn biết thêm là cái nếu mà bà xã hưởng được cái tiền đầy đủ của SSI thì ông có hưởng được một phần nào đó hay không không? À, trong trường hợp đây mình nói rõ lại nhé, ông coi như là không đủ tín chỉ. Chưa đủ tín chỉ vì là nhưng có mà 7 may năm. Mắn là ông kết hôn với một người vợ có đi làm đủ 15 năm trên 40 tín chỉ, thì một khi người vợ về hưu và ông chồng tuổi trên 62 thì ông chồng có quyền hưởng gọi là cái spousal benefit, là cái quyền lợi ăn theo người hôn phối. Có phải là nửa cái số tiền của đúng người vợ? No. Chỉ nửa số tiền nếu mà mình chờ tới cái tuổi hưu toàn phần của mình. Yeah. Ở cái lứa tuổi của cô, cái tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi. Ở lứa tuổi của Andy, số tuổi hưu toàn phần là 67. Yeah. Thì khi mà mình bản thân mình được cái số tuổi hưu toàn phần và người hôn phối của mình về hưu thì mình được hưởng 50% của người kia khi người kia còn sống. Và nếu mà người kia lên đầu tuổi ngồi thì câu chuyện khác xảy ra. Ok. Và nếu mà thí dụ mà hai người này chưa có đủ để chưa đủ tuổi để xin cái tiền SSI thì như thế nào cô, cái nó có khác hay không thôi? Không, ở đây đó, nếu mà mỗi người đều có đi làm thì cái đó là quyền lợi hưu bổng chứ không phải là SSI. SSI là chữ viết tắt của chữ Supplemental Security Income. Dịch tiếng Việt mình là trợ cấp lợi tức bổ sung. Nhưng mà nếu mà trong cộng đồng người Việt mình chỉ nói SSI là bà con hiểu đó là tiền gì, thì đó là một cái chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho những người tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa, có tài sản và thu nhập hạn chế. Đây là cũng là một chương trình liên bang, do đó cái mức tài sản chính phủ cho phép một cá nhân là 2.000 đô la và một đôi vợ chồng là 3.000 đô la. Trong trường hợp của hai ông bà đây thì nếu mà bà tiếp tục đi làm đã được 15 năm rồi, nếu mà bà về hưu và ở cái thời điểm mà bà về hưu ông được cái tuổi hưu toàn phần thì ông sẽ được hưởng 50%. Sau khi ông bà hưởng được cái tiền hưu của mình rồi mà gom lại, nói sao mà cái tiền hưu của mình nó khiêm nhường quá, nó có 800 đồng cho hai vợ chồng thôi. Yeah. Ở thời điểm đó ông bà có thể xin thêm cái SSI, là vì cái mức SSI trong năm 2015, cái mức federal rate á. Tại sao tôi dùng cái chữ federal rate? Là tại vì ở tiểu bang Texas áp dụng cái mức căn bản của liên bang là 730 đồng, 1.030 đồng cho một đôi vợ chồng. Riêng những tiểu bang chẳng hạn như California, Massachusetts thì có thêm cái state sub, thì cái số tiền SSI ở những cư dân, ở những tiểu bang đó cư dân có phần cao hơn. Riêng cái mức căn bản vẫn là 1.030 cho một đôi vợ chồng. Thì chúng ta thưa, nếu mà hai ông bà này ở cái tuổi hưu, bà lãnh rồi, ông lãnh ăn theo, mà hai ông bà chỉ có 800 tổng số thu nhập, tiền của ông bà dưới mức 3.000, thì ông bà có thể xin thêm cái SSI cho đủ cái mức 1.030 cho hai vợ chồng. Dạ, và cái câu hỏi này con cũng muốn gửi đến cô luôn, sẵn mình đang nói cái chuyện này, thì nếu mà một người mà retire ở tuổi 62 tuổi thì cái tiền lương hưu thì người ta sẽ được hưởng là bao nhiêu vậy cô? Nếu mà mình về hưu, mình đi làm, mình đủ tiêu chuẩn để về hưu, nhưng mà mình quyết định về hưu sớm 62 tuổi, thì thay vì được hưởng cái maximum là 100%, mình chỉ được hưởng có 75% thôi.
Nếu mà mình chờ đến 66 tuổi, cô nói cái 66 tuổi tại vì hiện giờ là cái thế hệ của baby boomer. Thì những người mà sinh từ năm 1943 tới 54, tuổi hưu toàn phần sẽ là 66. Nếu mà ta chờ tới 66, ta được hưởng 100%. Nếu ta chờ tới 70 mới bắt đầu lãnh lương hưu, thì ta được hưởng cho tới 132%. Thì hễ mà mình chờ càng lâu, cái quyền lợi của mình càng cao. Dạ, mình chờ càng lâu với cái quyền lợi của mình càng cao. Mà nếu mà mình chờ, mình về hưu sớm hơn thì cái quyền lợi mình nó có bị giảm xuống không? Nó bị giảm, nó bị giảm. Như cô nói là, cô lấy cái mức nha. Tôi lấy thí dụ, một người 66 tuổi lãnh 1.000. Nếu mình về hưu tuổi 62 mà lãnh có 750. Yeah. Và mình chờ tới 70 thì mình lãnh 1.320. Yeah. Nhưng mà cái câu hỏi đó sẽ còn phải tùy thuộc. Dạ, yeah, và con xin cảm ơn cô rất là nhiều đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và kính quý vị, nếu quý vị nào có thắc mắc về vấn đề an sinh xã hội, xin quý vị hãy gửi mail về cho chúng tôi tại địa chỉ 1150 107 Street Arlington, Texas 76011, hoặc gọi điện thoại về cho chúng tôi tại số điện thoại 817-855-0001, hoặc địa chỉ email về cho chúng tôi an sinh xã hội và bạn @saigon-tv.tv. Và con xin mời cô gửi lời chào đến quý vị khán giả để chúng tôi hẹn lại với chương trình này và lần sau. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình an sinh xã hội của Sài Gòn Television. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Xin ân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau của Đài Sài Gòn Television.